Thưa quý vị, trong quý 3 năm nay, tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giảm 22 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự cố cháy cỏ, rác, dây dẫn điện có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn đối với công tác tuyên truyền trực tiếp về phòng cháy, chữa cháy. Tuy vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Facebook, Zalo để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với giặc lửa, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện tổ chức dập lửa có hiệu quả, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Còn nhớ rạng sáng ngày 14 tháng 2 năm 2021, ngay mùng 3 Tết âm lịch, tại khu vực phía đông âu thuyền cảng cá Thọ Quang, đã xảy ra cháy lớn có nguy cơ cháy lan sang nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại đây. Dù trong ngày nghỉ Tết, nhưng khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đã phối hợp lực lượng biên phòng cảng cá Thọ Quang tổ chức chữa cháy. Tuy có thiệt hại 3 tàu cá, nhưng các lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời lai dắt vật cháy xa bờ để tránh cháy lan, cháy lớn. Hay ứng cứu thành công xe bồn chở ga bị lật tại khu vực Hòa Cầm mới đây vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Nếu không nhanh chóng, cẩn trọng và không tuân thủ quy trình kỹ thuật, thì 20 tấn ga tràn ra ngoài, nguy cơ cháy nổ là rất cao. Vì trong mấy tháng vừa qua thì thành phố Đà Nẵng chúng ta là cái tình hình dịch bệnh Covid rất là phức tạp, cho nên là nhiều chủ cơ sở, doanh nghiệp cũng như là người dân họ đang tập trung công tác phòng dịch, lơ là đến công tác phòng cháy chữa cháy của nạn hộ. Cho nên là trong thời gian qua là xảy ra một số cái vụ việc, vụ cháy nổ như sự cố của nạn hộ trong khu vực này. Thì đang khó khăn vì dịch mà để xảy ra cháy nổ thì cũng rất là khó khăn trong công tác chữa cháy của nạn hộ. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc duy trì, luyện tập thành thạo kỹ năng chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng không ngừng nâng cao học tập 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng công an nhân dân. Trong tình hình mới gắn với cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Bản thân tôi luôn ý thức được cái việc mà học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với công việc thì luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Còn đối với nhân dân thì luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ hết mình vì nhân dân phục vụ. Với đặc thù ngành nghề có nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ, trong đó có hơn 40% là chiến sĩ nghĩa vụ, nên các đơn vị chữa cháy rất quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng này. Thường xuyên tổ chức học tập chuyên đề gắn với lề lối tác phong làm việc, phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy. Và trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi cũng bằng nhiều hình thức khác nhau về giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề. Chúng tôi cũng xây dựng các mô hình như mô hình vòng gác thanh niên, mô hình bảo quản xe cốt, lái xe an toàn, rồi các mô hình phong trào trong toàn thể đoàn viên. Thực tế cho thấy, trong địa bàn dân cư còn tiềm ẩn nguy cơ cháy khá cao, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Một số cơ sở kinh doanh chưa chú trọng đến công tác phòng cháy. Vì vậy, trong thời gian đến, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng sẽ tiếp tục tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, để hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ.